Mới đây, Hương Giang vừa đăng tải bộ ảnh trên trang cá nhân khoe vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Những hình ảnh này đã thu hút gần 100.000 người yêu thích. Kể cả những cô gái cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp nữ tính hút hồn của nàng hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Trước đó, Hương Giang cũng đã chính thức trình làng MV Em đã thấy anh cùng người ấy là phần 2 của câu chuyện Anh đang ở đâu để anh từng gây sốt trước đó. Nối tiếp câu chuyện giữa cô gái tên Giang bị bạn thân ở cùng nhà giành người yêu, hiện tại MV Em đã thấy anh cùng người ấy đang đứng top 1 trending YouTube. Chẳng những vậy, MV này còn thu về gần 10 triệu lượt view, giúp cho Hương Giang trở thành cái tên khuấy đảo cộng đồng mạng. Riêng câu nói của Hương Giang phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần nữa thì đó là lỗi của tôi rồi, đã gây sốt khắp các mặt trận và trở thành cảm hứng sáng tạo của fan. Đa phần khán giả đều bày tỏ sự thích thú, đồng tình với Hương Giang.